Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, theo hãng tin Reuters, một quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên, tiết lộ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được báo cáo thường xuyên về các mối đe dọa từ Iran và đã chỉ đạo đội ngũ của mình giải quyết các âm mưu của Iran nhằm chống lại người Mỹ. Theo chỉ đạo của ông Biden, các quan chức cấp cao của mỹ đã gửi thông điệp tới các cấp cao nhất của chính phủ iran cảnh báo tehran ngừng mọi âm mưu chống lại cựu tổng thống donald trump và các cựu quan chức mỹ khác washington coi bất kỳ nỗ lực nào của tehran nhằm vào tính mạng của ông trump là một hành động chiến tranh và điều này đã được thông báo đến iran vị quan chức này cho biết iran phủ nhận việc can thiệp vào các công việc của mỹ ngược lại tehran cáo buộc washington đã can thiệp vào các vấn đề của nước này trong nhiều thập niên từ cuộc đảo chính năm 1953 đến vụ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani vào năm 2020. Tháng 1 năm 2020, Tổng thống Trump khi đó ra lệnh thực hiện cuộc không kích giết hại tướng Qasem Soleimani sau khi nhận được thông tin tình báo cho thấy ông Soleimani đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao và lực lượng vũ trang Mỹ ở Iraq, Liban, Syria và những nơi khác ở Trung Đông. Ông Trump đang chạy đua với đối thủ Kamala Harris của Đảng Dân Chủ để có thể trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Ngày 24 tháng 9, nhóm hỗ trợ tranh cử của ông Trump cho biết, cựu Tổng thống Mỹ đã được các quan chức tình báo Mỹ thông báo về mối đe dọa được cho là từ Iran. Theo Nhà Trắng, Mỹ theo dõi chặt chẽ các mối đe dọa từ Iran nhằm vào ông Trump trong nhiều năm qua và cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu Tehran tấn công bất kỳ công dân nào của Mỹ. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Shin Savet tuyên bố, Chúng tôi coi đây là vấn đề an ninh quốc gia và an ninh nội địa ở mức độ ưu tiên cao nhất và chúng tôi lên án mạnh mẽ Iran vì những lời đe dọa trắng trợn này. Nếu Iran tấn công bất kỳ công dân nào của chúng tôi, bao gồm cả những người vẫn đang phục vụ và từng phục vụ, Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Ông Savet cho biết, các cơ quan liên quan liên tục và nhanh chóng cung cấp thông tin về mối đe dọa cho cựu Tổng thống Mỹ. Tổng thống Biden cũng đã nhắc lại chỉ thị rằng cơ quan mật vụ Mỹ phải nhận được mọi nguồn lực để xử lý những mối đe dọa nhằm vào cựu Tổng thống. Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ bổ nhiệm tỷ phú công nghệ Elon Musk làm bộ trưởng cắt giảm chi phí nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11. Cựu Tổng thống của Đảng Cộng hòa nói với đài Fox News rằng ông Elon Musk là một doanh nhân tuyệt vời, đồng thời cũng là bậc thầy trong việc cắt giảm chi phí. Ông Trump cho biết ông Musk tuyên bố có thể cắt giảm chi phí mà không ảnh hưởng gì. Báo New York Post dẫn lời ông Trump tiết lộ nhà sáng lập SpaceX không có nguyện vọng tham gia nội các mà chỉ muốn tập trung vào lĩnh vực cắt giảm chi phí. Ông Trump chia sẻ với người dẫn chương trình của Fox News rằng chúng tôi có một vị trí mới tại Nhà Trắng, Bộ trưởng cắt giảm chi phí. Ông Musk muốn đảm nhiệm vị trí này. Cựu Tổng thống 78 tuổi nhấn mạnh, ông Musk đang điều hành một doanh nghiệp lớn. Vì vậy, việc gia nhập chính phủ không dễ dàng với vị tỷ phú này như những ứng viên khác. Tuy nhiên, nhà điều hành Tesla là một ngoại lệ. Ngoài ra ông Trump còn đề cập đến tham vọng không gian của ông Musk cùng lời hứa đưa con người lên sao Hỏa. Hồi tháng 8, tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk cũng cho biết ông muốn có một ghế trong chính quyền để giúp kiểm soát chi tiêu của chính phủ nếu cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Ông chủ tập đoàn SpaceX và Tesla, tỷ phú Elon Musk nói với ông Trump trong một cuộc trò chuyện được phát trực tiếp trên mạng xã hội X rằng: "Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có một ủy ban của chính phủ xem xét những vấn đề này và đảm bảo rằng tiền của người nộp thuế được chi tiêu theo cách tốt, tôi rất vui được hỗ trợ một ủy ban như vậy. Về phần mình, ông Trump cho biết ông rất vui nếu tỷ phú Musk có thể hỗ trợ. Ông Musk cũng luôn tự nhận là cá nhân độc lập về mặt chính trị và tránh xa chính trường. Đầu năm nay, ông cũng từng tuyên bố sẽ không tài trợ cho ứng viên tổng thống nào, kể cả ông Trump hay ông Biden. Chỉ trong vài tháng, ông Musk dường như đã phần nào gắn kết số phận của mình cũng như tương lai của các công ty của ông vào kết quả cuộc bầu cử tổng thống. Là người giàu nhất thế giới, ông có thể thúc đẩy chiến dịch của ông Trump nhờ nguồn lực lớn và khả năng thu hút sự chú ý vượt trội so với các đồng minh khác. Ông Musk còn cố gắng hỗ trợ ông Trump và các ứng cử viên Đảng Cộng hòa khác thông qua ủy ban hành động chính trị America PAC của ông. Tổ chức này đang đóng vai trò lớn trong các nỗ lực vận động của cựu tổng thống. Ông Musk cũng dự định tham gia cùng ông Trump trong suốt tháng cuối của chiến dịch. Với sự ủng hộ cuồng nhiệt, nếu ông Trump đắc cử, ông Musk có thể tận hưởng quyền lực gia tăng. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã hứa ông Musk sẽ đứng đầu một ủy ban về hiệu quả của chính phủ. Ông Trump cũng tuyên bố rằng thiên tài này sẽ cố vấn cho Nhà Trắng về trí tuệ nhân tạo. Tờ The Hill dẫn số liệu từ cuộc thăm dò được Trung tâm Nghiên cứu Chính trị của Đại học Harvard và Công ty Nghiên cứu và Phân tích Thị trường Harris Poll, Harvard, Caps, Harris công bố hôm 14 tháng 10 cho thấy có đến 48,2% cử tri bỏ phiếu sớm ở các bang chiến địa cho biết họ đã chọn ông Trump. Trong khi đó, tỷ lệ này đối với ứng viên dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris được cho là dao động từ 46,2% đến 47%. Có 5 đến 5,5% cử tri ở các bang chiến địa nói rằng họ hiện chưa chắc chắn liệu nên bỏ phiếu cho ai. Chuyên gia Mark Penn, đồng giám đốc tổ chức cuộc thăm dò nói với tờ The Hill, chiến lược của ông Trump tại những bang chiến địa đang hiệu quả. Trước bối cảnh trên, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhận lời phỏng vấn với kênh Fox News. Fox News vốn được xem là kênh truyền hình sân nhà của ông Donald Trump, với nhiều nhà báo và khách mời ủng hộ ông từ khi ông mới bước chân vào chính trường cựu Tổng thống Mỹ cũng thường xuyên trả lời phỏng vấn trên đài này. Kênh truyền hình này cho hay đây là lần đầu tiên bà Harris trả lời phỏng vấn chính thức trên Fox News. Phó Tổng thống Harris cùng đội ngũ tranh cử chưa công bố thông tin về cuộc phỏng vấn. Fox News nổi tiếng vì khuynh hướng bảo thủ và thân thiện với Đảng Cộng Hòa, mô tả Special Report là một trong những chương trình có nhiều người xem nhất trong ngành truyền hình cáp. Chương trình có tiêu chí trung lập và đảm bảo đa dạng về quan điểm, chủ trương mời lãnh đạo chính trị từ cả hai đảng để thảo luận các vấn đề thời sự và tìm kiếm vùng đồng thuận giữa các bên. Theo tờ Hankyore của Hàn Quốc, Trung Quốc đến nay vẫn giữ thái độ thận trọng về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm mới đây nhấn mạnh rằng Trung Quốc chưa bao giờ can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ và cũng không có khả năng làm như vậy. Trung Quốc thường xuyên tuyên bố rằng không ứng cử viên Mỹ nào có lợi cho Trung Quốc và do đó Bắc Kinh thờ ơ với việc ai sẽ thắng. Giáo sư Gong Jiong tại Đại học Kinh tế Thương mại Đối ngoại UIBE Trung Quốc cho rằng ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris đắc cử sẽ có lợi hơn cho Trung Quốc. Khi phát biểu tại Viện Nghiên cứu Tài chính Trung Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc vào tháng 8, giáo sư Gong lập luận rằng bà Harris khả năng sẽ chỉ tiếp tục các chính sách của tổng thống đương nhiệm Joe Biden đối với Trung Quốc học giả người Trung Quốc cho rằng nước Mỹ dưới thời ông Trump có thể sẽ tập trung vào việc kiểm soát và kiềm chế Trung Quốc, do đó làm gia tăng các rắc rối chiến lược của Bắc Kinh. Mặc dù ông Trump từng quyết liệt thúc đẩy cuộc chiến thương mại với Trung Quốc trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, các tác giả tin rằng, nhìn chung, chính quyền Trump vẫn duy trì một mức độ linh hoạt nhất định đối với Trung Quốc. Còn theo giáo sư Wang Jixi tại Đại học Bắc Kinh, được biết đến với vai trò chiến lược gia ngoại giao của cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và là đồng tác giả của bài Trung Quốc thích bà Harris hay ông Trump trên tạp chí ngoại giao Foreign Affairs viết rằng Các nhà chiến lược Trung Quốc không ảo tưởng rằng chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc có thể thay đổi hướng đi trong thập kỷ tới. Căn cứ vào các cuộc thăm dò dư luận của công chúng Mỹ và sự đồng thuận lưỡng đảng về Trung Quốc tại Washington, họ cho rằng cho dù ai được bầu vào tháng 11 năm 2024 thì đều sẽ tiếp tục ưu tiên cạnh tranh chiến lược và thậm chí là kiềm chế trong cách tiếp cận của Washington đối với Bắc Kinh, trong khi hợp tác và trao đổi chỉ là thứ yếu. Vào tháng 4 năm nay, Trung Quốc cũng đã lên tiếng sau khi ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói có bằng chứng Bắc Kinh cố gắng can thiệp cuộc bầu cử Mỹ. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khi đó đáp lại rằng không can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác là nguyên tắc cơ bản trong ngoại giao của Trung Quốc. Ông Lâm nói thêm, Mỹ cần chấm dứt hoang tưởng vào Trung Quốc để chuyển hướng sự chú ý và chuyển hướng đổ lỗi, đồng thời đóng góp vào mối quan hệ Trung Mỹ ổn định. Dù vậy, theo các chuyên gia, điều đáng chú ý nhất là các chuyên gia tin rằng nếu ông Trump chiến thắng trong bầu cử Mỹ năm nay, cuối cùng sẽ dẫn đến một tình huống có lợi cho Trung Quốc trong dài hạn. Các từ khóa là đồng minh, châu Âu và Đài Loan. Theo các chuyên gia, nếu chiến thắng của ông Trump dẫn đến sự đối kháng và hỗn loạn dữ dội hơn bên trong nước Mỹ, trật tự quốc tế do Mỹ lãnh đạo sẽ nhanh chóng xấu đi. Mạng lưới 59 đồng minh toàn cầu của Mỹ sẽ bị suy yếu và cuộc bao vây chống lại Trung Quốc sẽ mất đi sức mạnh. Khả năng châu Âu tách rời có tầm quan trọng đặc biệt, các chuyên gia nhận định. Chính quyền Tổng thống Biden đã tạo ra động lực Mỹ, châu Âu chống Trung Quốc bằng cách lôi kéo các quốc gia châu Âu trước đây không muốn tham gia vào việc kiềm chế Trung Quốc, những chiến thắng của ông Trump chắc chắn sẽ dẫn đến sự chia rẽ giữa châu Âu và Mỹ. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm dậy sóng dư luận sau khi kêu gọi quân đội đối phó những đối thủ chính trị trong nước của ông trong những ngày bầu cử vào tháng sau. Trả lời phỏng vấn Fox News vừa qua, liên quan câu hỏi về sự hỗn loạn tiềm năng trong bầu cử, ông Donald Trump kêu gọi quân đội hoặc vệ binh quốc gia nên được triển khai để đối phó kẻ thù bên trong khi ngày bầu cử diễn ra. Vị ứng cử viên Đảng Cộng Hòa nhắc đến hạ nghị sĩ Adam Schiff của Đảng Dân Chủ, người đóng vai trò công tố viên trưởng trong vụ điều tra luận tội ông Trump lần đầu tiên, cho rằng vị này là mối đe dọa lớn đối với cuộc bầu cử tự do và công bằng hơn là khủng bố nước ngoài và người nhập cư trái phép. Khi được đề nghị làm rõ về những đề xuất trên, ông Steve Cheung, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho hay, nỗi lo ngại của vị cựu Tổng thống bắt nguồn từ vụ một người nhập cư Afghanistan bị bắt hồi đầu tháng với cáo buộc âm mưu tấn công vào ngày bầu cử. Ông Chiêu nói, ý kiến của cựu Tổng thống Trump hoàn toàn xác đáng. Có những người đang muốn làm suy yếu nền dân chủ của chúng ta bằng cách gieo rắc hỗn loạn trong bầu cử. Họ là mối đe dọa trực tiếp với đất nước, những nghi phạm khủng bố đến từ Afghanistan. Theo CNN, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lên tiếng chỉ trích ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump vì những bình luận liên quan tới kẻ thù bên trong. Bà Harris cho biết, mọi người đã nghe ông Trump nói về kẻ thù bên trong. Dường như ông ta muốn ám chỉ những ai không ủng hộ mình là kẻ thù của nước Mỹ. Ông ấy muốn quân đội đối phó họ và tôi biết ông ấy đang nhắm tới ai. Ông Trump muốn tấn công những nhà báo mà ông ta không ngừa, muốn tấn công những viên chức từ chối tìm kiếm thêm phiếu bầu cho ông ta. Bà Kamala Harris nhấn mạnh rằng, nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump là rủi ro lớn đối với nước Mỹ và những lời hứa hẹn của cựu Tổng thống Mỹ đều tiềm ẩn nguy cơ. Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, phó tướng của bà Harris cũng đã chỉ trích ông Donald Trump vì vấn đề này. Ngày 14 tháng 10, truyền thông Mỹ đưa tin về vụ bắt giữ Ve Mueller, người bị cáo buộc mang vũ khí đến sự kiện vận động tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump tại bang California. Truyền thông phương Tây như Fox News, The Hill dẫn thông báo từ văn phòng cảnh sát trưởng Riverside cho biết, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Ve Mueller khi ông này lái chiếc SUV màu đen tới trạm kiểm soát gần lối vào sự kiện vận động tranh cử của ông Donald Trump. Ông này sau đó đã bị đưa vào một trung tâm giam giữ địa phương với cáo buộc sở hữu vũ khí đã lên đạn và băng đạn có dung lượng lớn. Hiện Mueller đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5.000 đô la Mỹ và dự kiến phiên tòa tiếp theo diễn ra vào ngày 2 tháng 1 năm 2025. Ngày 14 tháng 10, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, nghi phạm về Mueller cho biết việc anh ta mang theo hai khẩu súng đến sự kiện vận động tranh cử chỉ để tự vệ. Lý do là bởi trước đó, ông ta đã nhận được những lời đe dọa trả thù liên quan công việc đang làm tại công ty truyền thông America Happens Network. Fox News cho hay, Mueller nói rằng ông đã làm việc trong ngành truyền thông khoảng 30 năm cùng nhiều nghệ sĩ lớn và ra mắt American Happens Network để chống lại kiểm duyệt trong giới truyền thông. Ông Mueller còn cáo buộc cảnh sát trưởng hạt Riverside, Chad Bianco, đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật về vụ việc tại cuộc họp báo vào cuối tuần qua, đồng thời cho biết đã thuê luật sư để kiện ông Bianco. Cảnh sát trưởng Bianco đã nói với phóng viên vào ngày 13 tháng 10 rằng các thuộc cấp của mình có thể đã ngăn chặn nỗ lực ám sát khác nhằm vào ông Trump. Tuy nhiên, hiện các nhà chức trách chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Mueller có âm mưu ám sát vị cựu tổng thống. Các hồ sơ công khai thậm chí còn cho thấy ông Mueller là một thành viên của Đảng Cộng Hòa. Người đàn ông này cũng khẳng định với giới truyền thông rằng mình là người ủng hộ ông Donald Trump và cảm thấy sốc khi bị bắt giữ cùng với những lời buộc tội. Các nguồn tin thân cận với chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cũng cho rằng họ không coi hành động của Mueller là một nỗ lực ám sát. Vụ bắt giữ Mueller diễn ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại về bạo lực chính trị tại Mỹ. Cựu Tổng thống Donald Trump bị nghi phạm Thomas Matthew Croc nhắm bắn khi đang vận động tranh cử ở Butler hồi tháng 7, khiến ông bị thương ở vành tai.